Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình tập 2 cũng là tập kết của bộ truyện Tiếng trống đám ma, tác giả Quỳnh. Xin mời cả nhà cùng lắng nghe. Không khí đám ma đang yên ắng, lâu lâu dội lên mấy hồi trống não nùng. Người ta nói với nhau, hổng biết trận này á, thằng Năm Lẹ nó có quậy đám ma người ta nữa hay không. Một ông ở xéo nhà của ông Sáu mới lên tiếng, ra chiều hài lòng lắm. Hồi đêm hôm, tôi nghe ì đùng bên nhà ông bà Sáu. Cũng nhiều chuyện, đi xuống bến ngóng, nghe ông chửi cái gì á, mà má con bà là thứ vô ơn. Ông chửi xong, á, ông đập mẹ cái dàn âm ly của thằng Lẹ. Ta nói ngồi bên này ngó qua, thấy ổng đập ầm ầm mà sướng quên đập mũi luôn mấy cha. Người ta nghe vậy mà khỏe trong mình ghê. Vậy là ông Tám được ra đi thanh thản rồi. Chưa kịp vui lâu, lúc thầy Tụng vừa từ dưới bến bước lên, chưa kịp vô tới nhà, thì đã có tiếng nhạc vang lên như chào đón. Ôi vui quá xá là vui, nhà trai hăng hái bên gái kém gì đâu. Ông nội mẹ ơi, khỏi hỏi thì cũng biết, cái âm thanh gây mít lòng đó xuất phát từ đâu rồi. Người ta đâu còn nói gì được nữa, tức mắt á khẩu. Thiệt ra hồi hôm, ông Sáu đập cái dàn âm ly của Năm Lẹ là thiệt. Xong sáng nay, thằng Chả làm cho Lợi ghen, xách tiền đi mua cái mới về, quyết tâm phải cho tiếng hát, ác tiếng trống đám ma. Nhà của Hai Lanh, anh trai Năm Lẹ, thì ở gần nhà ông Tám. Nghe dân người ta la ó chửi rủa dữ quá, nên cũng mắc cỡ. Ổng lấy điện thoại bàn gọi cho bên nhà cha mình. Gọi cả buổi trời, không ai nghe máy. Chăng mở nhạc lớn quá nên không hay. Tức cái mình, ổng nhảy xuống xuồng chạy một hơi qua bên nhà. Vừa vô tới cửa, ổng tắt cái dàn loa rồi chửi xối xả. Cái thằng này, mày có bị khùng không? Tại sao trong xóm có đám ma là mày trở chứng điên của mày lên vậy? Mày không bắt được nhạc ôm sồm vậy là mày chết theo hả? Mặt Năm Lẹ kênh kênh. Anh Hai nói gì kỳ á? Em sợ tiếng trống đám ma nào giờ chứ phải mới đây đâu. Anh không nhớ hồi nhỏ mỗi lần trong xóm có đám ma là má phải chở anh em mình về bên ngoại sao? Tao không cần biết. Mày lớn rồi, không phải là con nít. Mày sợ quá thì ôm đồ về bên nhà vợ mày mấy ngày đi. Nào chôn xong thì má gọi điện cho hay. Em nói không có được mà. Bữa em nói với anh Hai là có hẹn mấy người kia qua đường ca tài tử 2 ngày. Anh Hai không nhớ hả? Đi về đường mà đi. Tại ông Tám ổng chắc ngay lúc, chứ có phải em cố ý đâu. Hai Lanh tức muốn trào đờm, quay lại nói một câu. Tao không cản được mày bắt nhạc ôm sùm, thì cũng không cản được người ta kéo tới quánh mày đâu. Mày còn mang cái thói này á, thì người ta còn đâm đơn kiện một lần nữa là tao đưa thẳng qua xã đó. Chỉ có trời trị mày thôi, chứ không ai trị nổi mày hết trơn. Ai nói gì thì nói, Năm Lẹ đâu có sợ. Bị kiện thì cùng lắm đóng tiền phạt. Cả cái xóm này không có ai động được cọng lông chân của Năm Lẹ đâu. Động được á thì người ta động lâu rồi, đâu có chờ tới ngày này rồi chỉ biết chửi lén. Vậy là trong suốt 4 ngày đám ma của ông Tám, thì ngày đầu tiên người ta nghe tổng hợp từ nhạc đám cưới tới nhạc đỏ. Chán thì chuyển qua nhạc Khmer, rồi tới nhạc thiếu nhi remix. 2 ngày tiếp theo, cả xóm bội thực với cái dàn ca múa nhạc tạp kỹ diễn ra trong nhà ông bà Sáu. Từ tơn cổ giao duyên chuyển qua hồ quản rồi kêu lô tô, ăn nhậu ì xèo. Cái ngày đi chôn mới đáng nói. Bên này trống đám ma giọng tùng tùng, người ta khóc than đau lòng đứt ruột. Bên kia tụi nó mở nhạc vũ trường giật cà đồng như giật kinh phong. Bởi ông bà ta nói đâu có sai. Hoài lời nói kẻ vô tri, 100 gánh chì đúc chẳng nên chuông. Chỉ tội nghiệp ông Tám, nghe tiếng tụng kinh hồi hướng thì ít, mà nghe tiếng chửi mắng rủa xả thì nhiều. Năm Lẹ phải ném về cái hạng khuyết tật nhân cách. Con người có suy nghĩ, không ai nỡ nào làm vậy. Cả cái xóm này có ai mà không mang ơn ông Tám. Ngay cả Năm Lẹ, rồi tới 2 đứa con của thằng Chả, cũng một tay ông Tám giữ phần âm cho chứ ai vô đây. Vậy mà ngày ông chết, một cây nhang của Năm Lẹ cũng không có. Lại còn ngông cuồng ngạo mạn, tưởng mình làm được vậy là hay lắm. Người ta lại ba lạy, ông Sáu lại hơn chục lạy, ông mắc cỡ không dám ngóc mặt lên. Cậu Tám ơi, tội con lớn lắm, vì biết sanh mà không biết dạy,
cậu rộng lòng bỏ qua cho cái thằng nghịch tử đó nghe cậu. Con mắc cỡ với bà con chồn sớm quá cậu ơi. Còn thằng Thanh, nó ngồi sát một bên mã ông nội nó mà mặt buồn não nề. Chờ người ta về hết rồi, nó mới dụi đầu vô mã ông Tám mà khóc thút thít. Nó ráng nén tiếng khóc, mà càng nén thì càng nghẹn ngào, nấc lên từng chập. Nó cứ như vậy mà ngồi cho tới tối mệt mới chịu vô nhà. Đêm đó nó ôm cái mền của ông Tám mà nó một mực giữ lại, dùi mặt vô đó khóc nấc vì nhớ ông. Có tiếng kêu của đứa con gái. Ê, cậu Thanh! Thanh ngước lên thì thấy Út Đẹp đứng ngoài mùng. Cô cười buồn hiu an ủi Thanh. Cậu đừng có buồn nữa. Khóc hoài thầy không về núi được. Ông cố rầy chết à. Mà tôi có cái yêu cầu này, cậu coi được không vậy? Cậu nói đi. Chừng nào tôi dạy dỗ cho thằng lỗ tay cây kia một trận rồi, cậu hãy đem tụi tôi về núi nghen. Yên tâm đi, tôi mừng bao nhiêu là tôi chịu hết á. Không có chạy tội đâu, cậu chịu nghen. Tết năm đó, nhà ai cũng vui vẻ, chỉ có nhà của ông bà Sáu là không được trọn vẹn. Ông Sáu chán chường vợ con, đi về bên nhà của Tư Nhanh ở luôn không thèm về. Bà Sáu thấy Tết nhất, người ta tới nhà cứ hỏi ông Sáu đâu thì cũng mắc cỡ lắm. 30 Tết, bà mới mối mặt đi qua kêu chồng về. Bà kêu cái giọng dễ thương lắm. Cha già mắc dịch, cha có về bển không thì nói một tiếng, tính ở bên này để bêu réo má con tôi hay sao? Bữa nay tôi xuống nước qua đây kêu ông về rồi thì liệu cái hồn mà về cho sớm. Đừng ông gì mà hơn thua với đàn bà con nít. Nói xong là bà ngoan ngoãn đi về vì có hẹn với mấy bà bạn đi đánh bài. Tư Nhanh thấy cha buồn thiêu thì cũng tội nghiệp mới hỏi. Cha muốn về bển không? Con đưa cha về. Ông Sáu lắc đầu, giọng ông đầy phẫn uất. Ngày mà cha về bển thì một là bà chết, hai là cha chết. Bị gì ông bà nội bay chôn trên đất đó, nên tao phải về đó, chứ không tao cũng không thèm. Hiểu nỗi lòng của cha, hai vợ chồng nhìn nhau thở dài, cũng không nói gì thêm. Tốt nhất là không nên đả động gì tới cái chuyện đau lòng đó. Con người ta nhẫn nhịn cũng có chừng có mực, đâu ai mà chịu đựng được cả đời. Chồng không về, con cũng không qua, vì không ai ưa nổi năm lẻ. Toàn là diện lý do có chuyện này chuyện kia rồi không về. Hai má con bà Sáu nguyên cái Tết nhìn nhau mà cán hột dưa lóc cóc. Vợ con của năm lẻ thì về bên ngoại chơi hết rồi. Dồn mặt hai người đó ra vẻ thản nhiên, không có gì gợn động. Nhưng sâu trong lòng là những sự thất vọng và hụt hẫng vô cùng. Buồn chán quá, không biết làm gì. Bà Sáu bỏ ngang cái chén đang rửa mà đi lên ghim cái chui để mở dàn nhạc hát hò chơi. Vì ẩu quá, quên chùi kỹ cái tay. Bà Sáu vừa chạm vô, đã nghe một cái rần điếng hết cả người. Bà không bị điện giật giăng ra ngoài, mà dính luôn vô đó. Năm lẻ thì đi cầu cá tra vô, chợt nhìn thấy má như vậy, thì hoảng vía nhào tới. Nhưng may phước ông bà là anh ta sực nhớ ra, chạy tới cúp cầu giao điện. Bà Sáu té xuống, năm lẻ ẻ ạch giác má mình ra ngoài mà không được. Bà Sáu bự con, nặng 80-90 kg, một mình năm lẻ giác đường nào cho xiết. Thằng Chả chạy ra sân la làng. Bố làng sớm ơi, cứu má tôi, điện giật má tôi rồi. Người ta nghe động thì cũng chạy tới. Vừa tới cổng thì hai con chó nhào ra vồ ầm ầm, hết hồn hết vía. Người ta lại dẹt ra ngoài không dám sáp. Có người kêu năm lẻ. Thằng lẻ, mày cột hai con chó lại đi, nó vồ thấy ghê quá, ai mà dám vô mày. Năm lẻ đang cơn lớn quýnh, nghe vậy liền nạt ngang. Nó có cắn đâu mà sợ, đang gấp mà cột cột cái gì? Mấy người bị năm lẻ nẹt, quay đi luôn không thèm nói gì, chỉ chửi thôi, chửi toàn tiếng đen mạch. Có giỏi thì tự đi mà xoay sở. Má mày mà làm hơn má người ta nữa. Làm được thì chịu được, đừng có trách móc ai. Năm lẻ quay qua quay lại, thấy không có ai ngoài cổng, thì lại hoảng vía, lại la làng la xóm, nhưng vô ích. Thằng Chả chạy vô nhà gọi điện cho Hai Lanh để qua phụ một tay. Gặp vợ Hai Lanh, bà nói Hai Lanh vừa nhảy xuống xuồng chạy qua bển. Có người điện báo là bà Sáu bị điện giật rồi. Năm lẻ vừa cúp điện thoại thì Hai Lanh cũng vừa tấp xuồng vô bến. Quý
quýnh quán phóng lên bờ. Hai anh em ẹ ạch khiêng má mình xuống xuồng mà chạy đi bệnh viện. Lát sau, nhà của ông bà Sáu đã chật kín người. Nào là con cái của ông bà, nào là người dân xóm hiếu kỳ. Tư Nhanh cũng đã đưa ông Sáu về tới. Ông hỏi thăm lê lệ thử coi có ai biết tình hình gì hay không. Bà Hai Giao nói: Nãy nghe la, tụi tôi chạy qua mà hai con chó nó dụ thấy ghê quá. Mấy ổng mới kêu nó cột hai con chó lợi mà nó nạt cho mấy câu rồi ai cũng bỏ về hết. Ông chồng tôi á, ổng mới điện cho thằng Hai với tụi nhỏ đó chứ. Cảm ơn chú Thiếm Hai nhiều nghen. Thiệt cái thằng Năm á, nó làm tôi mắc cỡ với bà con chòm xóm muốn chết vậy đó. Bà con thông cảm cho nó với. Chắc má nó bị vậy á, nên nó quýnh quán, chứ không có cố ý hỗn ẩu đâu. Nhìn ông Sáu như vậy, người ta có muốn trách cứ cũng không nổi. Ông biểu Tư Nhanh vô nhà xích hai con chó xuống nhà củi, để bà con người ta có vô thăm nom thì cũng không sợ. Đứng ngóng thêm một chọc, thì xuồng của Hai Lanh về tới. Bà Sáu nằm đắp chiếu dưới xuồng. Ông Sáu thấy vậy, té khuỵ xuống luôn. Lớp thì nhào xuống kéo dây xuồng buộc lại, phụ khiêng bà Sáu lên. Lớp thì đỡ ông Sáu. Tình cảnh nhốn nháo không sao tả xiết. Năm Lẻ đứng trổ tay điểm mặt từng người. Tại mấy người mà má tôi mới chết nè. Đi về hết đi, qua đây ngóng làm gì? Thiếu đồ nhiều chuyện vô tích sự. Năm Lẻ ăn ngay một đấm của Tư Nhanh, choáng váng té xuống đất. Tư Nhanh chửi: Thằng khốn nạn, tại cha cản tao, chứ tao thèm đánh mày lâu lắm rồi. Mày ăn ở không giống ai hết. Cái xóm này có đối xử với mày cỡ nào cũng không có gì là sai hết, mày biết chưa? Người ta lôi Tư Nhanh ra. Nhà tan sự lô bô mà anh em lại quánh lộn quánh lạo như vậy coi hỏng đặng. Ai dòng dậy cũng rầu. Tết nhất mà làm một cái đám tang như vậy là xác định năm nay nhà ông Sáu khỏi mừng ăn chi luôn. Đám ma của bà Sáu lên đình lắm mà. Năm Lẻ mướn ban kèn tay về thổi nhoi hết. Quánh nhạc xôn không, mấy anh em nhà đó muốn khóc cũng không có hứng mà khóc. Giờ chết, ông Sáu buồn quá hay sao á, mà tự nhiên ông điếc ngác. Ai nói gì cũng không nghe, cả nhà đã rầu, nay lại càng rầu thêm. Đêm mồng năm, nhà của Khánh Cân Tôn tập trung lại nhậu nhẹt. Có mấy đứa em trên thành phố về chơi qua thăm, nên mấy anh em gặp nhau mừng lắm. Nhà Khánh cũng cập ranh đất của nhà ông Sáu, y như nhà ông bà Hai Giao vậy. Thấy bên kia đám ma, mà bên này mấy anh em nhậu nhẹt nói chuyện lớn tiếng quá. Một người trong mâm nhậu mới hỏi: Anh Khánh, người ta đám ma mà mình bên này rần rần, có kỳ quá không anh? Khánh cười khà khà. Mày cứ tự nhiên dư điên cho tao. Tụi mình như vậy là quá lịch sự rồi. Cái thằng con bên nhà đó hả? Người ta chết á, nó bắt nhạc lắp tiếng tụng kinh luôn. Ai mà dám nói gì nó đâu. Nghe vậy, mấy người kia cũng khá ngạc nhiên, ồ à một chập, rồi lại tiếp tục với cuộc vui. Bên nhà ông Sáu về khuya, thì trống kèn đã lặng hết rồi. Ai cũng mệt mỏi, kiếm chỗ mà lủi vô chợp mát. Lúc này thì cái âm thanh xôn xao bên nhà Khánh mới vọng qua. Tiếng gõ chén, tiếng hát hò, tiếng cười nói nghe lòng lộng. Mấy người trong nhà thì mặc kệ, không quan tâm. Tết nhất, nhà người ta ăn chơi vui vẻ là chuyện bình thường. Nhưng riêng Năm Lẻ thì không. Thằng Chả cảm thấy cay cú khi má mình chết mà tụi kia nó lại vui vẻ như vậy. Thằng Chả quên mất bản thân mình ra làm sao, đã từng hành động tồi tệ như thế nào. Năm Lẻ xăm xăm đi ra sân, rồi đi một hơi qua bên nhà của Khánh. Khánh thấy Năm Lẻ chứa nguyên một bộ đồ tang bước qua là đã không vui rồi. Nhận không được mới nói: Ê thằng kia, Tết nhất á mà mày mặc đồ tang qua nhà người ta mày. Đi về bển đi, có chuyện gì á điện thoại qua nói. Năm Lẻ vẫn đứng lì ra đó, đưa tay chỉ trỏ giáp vòng, miệng nói như ra lệnh: Tụi bay nghỉ hát hò liền cho tao. Má tao chết, tụi bay vui lắm hai vị á mà làm rần rần vậy. Còn muốn ăn nhậu á thì câm hỏng lợi. Khánh hất hàm thách thức. Sao? Mày làm được á, người khác không làm được hả thằng mất dạy? Mày với má mày á cái nết y rang nhau. Xóm này á có ai mà ưa má con mày? Má mày chết chứ bộ má người ta chết sao mà bắt người ta buồn? Mày bị điên hả? Khánh nói tới đâu, lỗ tai Năm Lẻ lùng bùng tới đó. Cái mặt thằng Chả tái mét vì giận, hai hàm răng nghiến trèo trẹo, tay siết thành nắm đấm rung lên bần bật. Khánh chốt hạ một câu: Giờ tụi tao chơi tới sáng luôn đó,
mày làm được gì tụi tao á, nói nghe chơi. Quánh chết mẹ mày luôn chứ làm gì. Nam Lệ hữu dũng vô mưu, nóng quá mất khôn, nhào vô đánh Khánh mà không nhìn thấy là anh em bạn bè người ta ngồi một mâm 5-7 người. Khánh cũng đâu phải tay dừa, bự con hơn Nam Lệ một khúc, chuyện đánh lộn nào giờ, Khánh đâu có ngán ai. Thời gian chưa tràn nửa điếu thuốc, Nam Lệ đã bị cho ăn dừ đòn, mặt mày máu me te tu hết. Nghe ôm sùm thì người trong xóm ra ngóng, rồi cũng chạy qua coi tình hình làm sao. Thấy Nam Lệ nằm chèm bẹp dưới đất, mới can mấy người kia ra, rồi lôi thằng Chả về đám tang. Khánh đi một hơi qua đó, mấy người bên này sợ có chuyện lại phải kéo nhau chạy theo, lỡ có gì còn can ra kịp thời. Khánh đứng ngoài cổng chửi vô. Nè nè nè, tôi nói cho mà biết, cái thằng Năm Lẻ Tết nhất mà nó mặc đồ tang bước qua sân nhà tôi là không được rồi nè. Còn kiếm chuyện đánh tôi nữa là cái bậy thứ hai nghen. Tôi nể bác Sáu, tôi mới hổng chém nó đó. Từ đây về sau á, nó mà bước chân qua đất nhà tôi là tôi cốt dò nó ráng chịu à. Khánh chửi một hơi, mấy người trong nhà biết em mình quấy nên đi ra năn nỉ giúp giận Khánh. Khánh cũng không phải kiểu người thích gây sự, cho nên nói vài câu vậy là đi về. Tiệc nhậu cũng mất vui, nên thôi, ai về nhà nấy, không lâu buôn nữa. Đám ma của bà Sáu trôi qua cũng êm đềm, chỉ có mỗi chuyện Năm Lẻ bị bể một góc chân mày, con mắt bầm đen, thốn một bên bê sườn, phải đi chích cả tuần mới bớt, thì không có gì khác thường nữa hết. Ông Sáu cũng quay về nhan khối hủ hỷ với vợ. Ông cảm thấy ân hận quá xá. Phải chi ông đừng giận hờn, đừng bỏ đi như vậy, thì chắc không có gì xảy ra đâu. Nhưng mà số kiếp ai biết trước được chuyện gì. Con cái cũng đâu ai trách ông. Chỉ có Năm Lẻ là hầm hừ trong bụng mà không dám nói ra vì sợ bị Tư Nhanh đánh nữa. Sau cái biến cố đó, Năm Lẻ cảm thấy ghét cái xóm này dữ lắm. Đầu óc thằng Chả luôn nghĩ tại mấy người trong xóm này cố ý bỏ liều nên má thằng Chả mới chết. Cố chấp vô cùng, không bao giờ biết ăn năn sám hối. Người ta đã không muốn nói gì tới Năm Lẻ, nhưng mà thằng Chả vẫn cái kiểu mắt đi kiếm chuyện mới vừa cái bụng. Bữa nào vui thì mở nhạc lên ca hát rùm beng, mà lửa giờ trưa nắng muốn tét đầu vậy đó. Người ta muốn yên tĩnh để nghỉ ngơi cho bớt nhức đầu, gặp cái họng của Năm Lẻ là thôi bỏ nhà đi luôn. Ông Sáu thì điếc ngác, đâu còn nghe gì được nữa. Tối ngày, ông cứ lầm lũi lau chùi bàn thờ. Đi ra đi vô, tới bữa thì ăn cơm, không để ý tới chuyện gì khác. Mấy lúc buồn, Năm Lẻ thả hai con chó ra đường, rồi ngồi trước cổng dòm tụi nó chạy loạn xà ngầu trong xóm. Nó hay dụ người ta, nên họ sợ tụi nó muốn chết. Mỗi lần như vậy là cả xóm lùa con nít vô nhà đóng cửa lại. Năm Lẻ thấy vậy thì khoái trá trong bụng lắm. Thằng Chả còn nghĩ, mời mốt á, đứa nào cà chớn, tao sụ chó ra giật chết mẹ hết. Phải nói con người của Năm Lẻ, không còn thuốc men nào á có thể trị được cái bản tánh ngông cuồng đó. Vợ thằng Chả ban đầu còn xuôi theo, dần dà thấy thằng Chả giống như thằng điên thì đâm ra mệt mỏi. Nhất là đi đâu cũng nghe người ta nói xấu, chửi bới, nói xiên nói xéo. Bên nhà mẹ ruột chị ta cũng cảm thấy không ưa nổi thằng rể trời đánh đó. Gần như cả cái thế gian này đều không thể chấp nhận một kẻ như Năm Lẻ. Thằng Chả biết hết đó, chỉ là giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Người ta càng ghét thì thằng Chả càng làm cho tới. Cắp rầy, trong xóm cứ rù rì với nhau, nói nhà ông Sáu có ma, bà Sáu chết bất đắc kỳ tử nên linh như cũ. Có vài người trong xóm đụng độ bả rồi. Người ta nói có bữa nhà ông Sáu đi đâu hết, không thấy ai ở nhà. Trời trưa nắng gắt, bà Lan bả đi gom hụi mệt quá mới tấp vô trước cổng nhà ông Sáu, ngồi trốn dưới cái bóng cây sa kê. Bả ngồi không cũng buồn, mới ngó nghiêng xung quanh chơi. Vốn cũng hơi tò mò nên sau một hồi vòng quanh quất thì bả dồn vô trong nhà ông Sáu. Hai con chó lúc này đang nằm trước hàng ba mà lè lưỡi thở hồng hộc vì nóng nực. Tự nhiên cái cửa từ từ mở ra, mà mở có một cánh. Bà Lan bả thấy rõ ràng, hai con chó nó giật mình một cái, rồi chạy ra sân chỏ mỏ vô nhà sủa ôm hết trơn. Bắt đầu bả hơi run rồi,
nhưng mà vẫn muốn coi là cái gì. Từ chỗ cánh cửa đen đóng, sát dưới nền, có cái đầu của ai đen thui ló ra một cái rồi thụt nhanh vô trong. Bà Lan bà điếng hồn hết trơn, rút chiếc dép đen lót dưới đít ra tính chạy cho lẹ, thì cả nhà ông Sáu về tới. Thấy hai vợ chồng, hai đứa con của Năm Lẹ, thêm ông Sáu đều ngồi dưới xuồng. Bà Lan mới cố giữ bình tĩnh mà cười sượng trân, hỏi Năm Lẹ. Ủa, nguyên nhà đi đâu vậy mà vui vậy Năm? Tôi đi khám cái chân cho ông già nè thím ơi. Mấy nay đau nhức sưng chù dù. Thím đi đâu ghé hả? Tao đi gom hội, mà nắng quá, tao lủi vô nghỉ mệt. Vậy là đi hết, đâu có ai trong nhà hả? Phải rồi thím, tụi con đi khóa cổng ngoài đó, thím nhìn đi. Bà Lan dồn qua, thiệt tình là cổng khóa bên ngoài thiệt. Vậy cái đầu ló ra, đó là của ai? Hai con chó nó sủa cái giống gì trong nhà? Nghĩ tới đó, óc ác của bà nổi dựng ngược. Bà Lan đứng lên đi như chạy, không kịp từ giã. Cả nhà ông Sáu nhìn theo ngạc nhiên, hổng biên bà nội này, bà bị cái gì mà kỳ cục. Hai con chó thì cũng đã chạy ra mừng chủ, thôi rình mò hướng vô nhà như hồi nãy. Chỉ có một chuyện mà vợ Năm Lẻ thắc mắc là, hồi nãy đi, chị ta đã khóa cửa rồi, mà bây giờ nó lại mở hé là sao? Còn cái vụ mà người ta có chuyện đi đêm qua nhà, thấy dạng bà Sáu trong sân như cơm bữa, mà người ta đâu có dám nói. Mắc công lắm, tánh Năm Lẻ đâu có như người ta, dính vô phiền phức. Với lại bà chỉ hiện ra trong nhà bà thôi, chớ đâu có đi phá đàn xóm đâu. Vậy rồi bữa đó đâu chừng 8-9 giờ tối, người ta nghe bên nhà ông Sáu tiếng la khóc sùm. Nghe kỹ thì là tiếng vợ Năm Lẻ. Mẹ mày, mày giết tao luôn đi, thằng chó. Mày khốn nạn vừa vừa phải thôi. Tao nhịn mày lâu lắm rồi đó. Mày thích không, tao sống mãi với mày. Thay thương ông Sáu lắm, lùa hai đứa nhỏ đang khóc rùng trời vô trong phòng, đóng cửa lại. Ổng đâu có biết ớt giáp dĩ đâu. Đang ngủ khát nước đi ra ngoài thì thấy hai vợ chồng cấu xé nhau. Hai đứa nhỏ khóc bù lu bù loa. Ổng cứ nhìn hết con trai cho tới con dâu. Hai đứa nó cái miệng nhép lia, ổng đâu nhìn ra chữ gì. Nhăn nhó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy bà con đứng lố nhố thì mừng lắm, chạy quýnh quán ra mở cổng. Hai con chó giờ này đã bị xích lại hai bên gốc cột rồi. Người ta chạy vô phụ ông một tay, can hai vợ chồng ra. Vợ Năm Lẻ lúc này đầu tóc đã rối nùi, mặt in hằn mấy dấu tay, khóe miệng chảy máu. Năm Lẻ trên mặt cũng lãnh trọn mấy dấu cào ác chiến từ bộ móng của bà vợ. Áo cũng bị xé rách một miếng. Bà Hai với mấy người kia lôi vợ Năm Lẻ ra sân. Mấy ông đàn ông thì trấn Năm Lẻ trong nhà. Bà Hai hỏi: Cái gì mà vợ chồng mày đánh lộn nửa đêm vậy vợ thằng Lẻ? Chị ta quẹt nước mắt, méo máu: Thằng chồng âm binh của con đó thím Hai, còn thế mà còn nói, mà nó còn đánh con nữa. Là sao? Bay kể rõ cho tụi tao nghe coi. Thấy ai? Ở đâu? Số là tự nhiên bữa nay thằng nhỏ nó quậy, khó ngủ, vô nằm một chọc là lăn lộn khóc rắm rớt. Vợ Năm Lẻ thấy vậy mới ôm nó ra ngoài võng đưa một chút cho nó dễ ngủ, rồi ẵm vô mồng sâu. Đưa được một chọc, thằng nhỏ thiêu thiêu ngủ rồi thì chị ta mới đi tắt đèn lòng vòng trong nhà. Lung vừa tắt cái đèn sâu bếp thì thấy có ai đó đứng sầm sầm ngoài cửa sổ mà đen thui thùi lùi. Giật mình, chị ta mới bật đèn lên. Không thấy ai hết. Hơi ớn nên chị đi nhanh lên nhà ngồi đưa con tiếp. Đưa được một chập, thấy thằng nhỏ coi bộ ngủ ngon rồi thì chị ta định bụng ẵm nó vô buồng. Mới nhổm dậy thì chị đã nghe tiếng kêu của má chồng, nghe rõ ràng như ngồi sát một bên. Để nó nằm ở đây chút nữa đi, cho tao dồn nó, nhớ nó quá trời. Chị ta dây qua thì thấy rõ ràng là má chồng mình. Bà mặc cái bộ pyjama sọc xanh hồi lúc chết, đi xẹt ngang chỗ chị đang ngồi, rồi đi thẳng vô bếp. Hoảng hồn hoảng vía, ba chân bốn cẳng ôm thằng nhỏ chạy nhanh vô buồng. Nó đang ngủ, bị mẹ làm giật mình thì khóc lên. Năm Lẻ đang nằm coi phim trưởng, cằn nhằn: Làm giống ôm gì đâu á ta ơi, khóc la sùm nhất cái đầu. Chị ta mới kể lại cho chồng nghe nãy giờ mình gặp cái gì. Năm Lẻ phán câu xanh dần: Tao thấy á, mày bớt đi nhiều chuyện với mấy con mẹ đằng xóm đi. Kể ba láp không, rồi nhớ trong đầu tưởng tượng tầm bậy tầm bạ.
Mày mà nói má thành ma thành quỷ lần nào nữa là tao giả vô bản mặt mày liền đó. Vợ Năm lại im, ráng nhịn chồng, đặng dỗ cho con nó nín thôi, chớ cũng muốn đánh lộn dữ lắm rồi. Thằng con ngủ lại thì chị ta mới bước ra tắt cái bóng đèn ở ngoài. Vừa nhấn công tắc thì hình ảnh bà mẹ chồng đồ sộ đứng sát một bên, đưa tay ra tính làm gì chị đó không biết nữa. Chị ta la lên một tiếng rồi tông cửa cái ầm nhảy vô giường. Năm Lẹ đang coi tới khúc gây cấn, bị vợ làm cho giật mình thì nhào tới nắm tóc, giả cho một cái nổ đong đóm. Con quỷ cái này, muốn chết hả mày? Bị một cái bạt tai mà vẫn chưa cảm thấy đau vì quá sợ, vợ Năm Lẹ chỉ tay ra ngoài cửa buồng, miệng lắp ba lắp bắp. Mẹ, có mẹ. Chét một cái nữa, mặt chị ta lại ăn thêm một cái từ chồng. Lúc này dường như cảm thấy đau rồi, chị ta nhìn lại thì thấy Năm Lẹ đang xoa đầu mình mà giọng vô cạnh giường. Định thần lại, chị mới nắm lấy thằng chồng khốn nạn mà phản công. Kết quả là cuộc ẩu đả đánh động chòm xóm kia. Ai nghe qua cũng thở dài, rầu hết sức rầu. Hên cho ông Sáu vì ông bị điếc, chớ mà còn nghe được chắc ông không ở nổi cái nhà này đâu. Vợ Năm Lẹ khóc lóc một chọc thì đi vô nhà dọn đồ của ba mẹ con vô cặp. Nhất định không ở trong cái nhà này nữa. Vừa có ma chết, vừa có quỷ sống thì thử hỏi con người ta phải sống làm sao? Tưởng chị ta chỉ hù thôi, ai dè chị ta đi thiệt. Mà bên nhà má ruột chạy xuồng qua rất hẳn hoi. Ông Sáu không biết phải nói gì, cứ cầm tay anh xui của mình mà liên tục nói. Tôi xin lỗi anh chị xui, xin lỗi dữ lắm anh chị xui ơi. Bên xui gái đâu biết làm sao cho ông Sáu hiểu, chỉ biết xua xua tay rồi dỗ dai ông mà thôi. Năm Lẹ từ đầu tới cuối không nói một tiếng nào. Ngăn cản cũng không, mà nói chuyện phải quấy cũng không. Cha vợ thằng Chả mới nói. Lẹ à, cha với mẹ qua đây cũng hy vọng là con biết mở miệng ra đặng nói chuyện phải quấy. Bị gì cha biết, ra tới cái nông nỗi này á thì đâu phải hoàn toàn là lỗi của con phải không? Tạm thời vì an toàn của con nhỏ, cha mẹ rước mẹ con nó về bến. Sau này nếu mà con có thể hòa giải được thì hòa giải, còn không thì thôi, coi như tụi con hết duyên. Cha nuôi nó từ nhỏ cho tới gã đi, không dám đánh một bạt tai. Mà con coi á, bữa nay con đánh nó te tu cỡ này đây nè. Đáng ra cha đánh con đó, nhưng mà cha nể anh xui. Cha biết anh xui ảnh cũng dạy dỗ con đàng hoàng, chứ không phải không. Nhưng mà tại cái bản tánh của con nó vậy, con gái của cha nó cũng xui rủi sau đó nó mới ưng con. Thôi, cha nói ít con hiểu nhiều, còn con mình anh xui, con ráng mà săn sóc để sau này hối hận. Giảng cho một tràng, rồi cả nhà kéo nhau đi về bên kia. Hai đứa nhỏ nó thấy Năm Lẹ quánh má nó như vậy, thì nó cũng sợ lắm. Ngày thường, tụi nó cũng không có mến cha, cho nên bây giờ, tụi nó theo má về ngoại là chuyện đương nhiên. Hai cha con ông Sáu ở lại trong căn nhà rộng lớn, trống huơ. Tự nhiên, ngoài trời dội xuống trận mưa tầm tã. Ông Sáu đứng trong nhà, ngóng về hướng xuồng của ông bà xui mới chạy đi. Kiểu này về tới bển, chắc mình mẩy ướt nhẹp hết quá. Năm Lẹ buồn tình, ra nhà sau nằm võng, giác tay lên trán suy nghĩ. Tại sao con vợ mình nổi cơn điên khùng, ăn nói bậy bạ? Làm gì có ma mà nó thấy? Rồi Năm Lẹ chợt nhớ cái vụ thằng Chả bị Út Thiệt dẫn đầu dậy trong chim bao, bắt thằng Chả tắt nhẹt. Nhưng rõ ràng, đó chỉ là mơ thôi mà. Nhưng nếu là mơ, thì tại sao khi thằng Chả lì không tắt nhẹt thì bị nổ bình điện? Nhà người ta không sao, chỉ có nhà thằng Chả là hư đồ. Biết đâu chỉ là một sự trùng hợp thì sao? Năm Lẹ cứ tự hỏi tự trả lời như vậy, cho tới lúc mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Thằng Chả chim bao thấy mình đang đi ra ngoài sâu giường để cho mấy con cá nó ăn. Năm nay thằng Chả nuôi dụ cá chim trắng cũng hứa hẹn lắm chứ không giỡn. Đang lúi húi trộn mớ rau bằng giấy thức ăn thì Năm Lẹ nghe thấy mấy tiếng trống tùng tùng tùng. Nghĩ thầm trong bụng, hỏng biên thằng cha con mẹ nào trong xóm này lại xấu số đứt bóng rồi. Tranh thủ cho ăn xiết xiết rồi vô bắt nhạc lên, chờ nghe tiếng trống đám ma ớn thấy mẹ.
đang suy nghĩ làm chuyện ác, cho nên thằng Chả giật mình khi nghe có tiếng ai đó kêu mình. Ê, thằng mất dạy! Trời đất, ai mà ghen cùng mình vậy cả. Năm Lẻ ngước mắt lên nhìn quanh quốc thì phát hiện ra bà Út Thiệt đang đưa giỏng toàn tan. Mà ngộ cái là bà giăng cái giỏng tích mù gần ngang đột dừa, bà xõa cái mớ tóc bông xù loe hoe ra. Giỏng thì cứ đưa dùng dột, nhìn bà y chang cái con bù nhìn ngoài rẫy bắp. Năm Lẻ thấy mắc cười quá mới hỏi. Bà thím nay chịu chơi quá hen, giăng cái giỏng gì á tuốt trên đó mà ngồi được cũng hay à. Chơi ông nội mày chứ chơi, ngày nào mà tao không giăng giỏng nằm đây coi mày cho cá ăn. Mày cho ăn nhiều vô, lớn chút nữa để tụi kia nó có cái mà bác, tụi nó đói dữ lắm mà. Đất nhà mày nhiều mà đói lắm con ơi. Nghe tới đó, Năm Lẻ nhớ sực ra là bà Út đã chết rồi. Mặt thằng Chả Xanh còn hơn đàn bà mới đẻ, tay chân run lẩy bẩy, liền cái thúng đồ ăn mà chạy vô nhà. Quýnh quán làm sao mà dấp chân té nhào xuống ao. Cá rỉ quá trời rỉ, vừa đau vừa sợ, thằng Chả la quá trời la, la tới nỗi tự nghe rồi tự giật mình thức dậy. Ông Sáu đang ngồi ăn cơm quay lưng về phía thằng Chả, nên đâu có hay con trai mình giãy đạp la hét gì đâu. Năm Lẻ nói lèm bèm trong miệng. Ừ, chắc mày mốt á, đi kiếm mua cho ông già cái máy nghe quá, để ở nhà với ổng, mà ổng điếc ngắt kiểu này á, ban đêm có cái gì á, chết rụt xác ổng cũng không hay. Năm Lẻ nhẩm tính trong bụng, lên vụ cá này là sẽ đi mua máy trợ thính cho ông Sáu. Thằng Chả cũng hơi nôn nao, vì cá cũng trọng hết rồi, chừng tháng nữa là có thể bán được. Nghĩ vậy, thằng Chả cố gắng nuôi thúc. Bình thường ăn ba cử, giờ cho ăn thêm cử ban đêm. Cá lớn phát ham, con nào con nấy bự như bàn tay xòe, uống nu uống nóc. Trời hết thương Năm Lẻ hay sao đó, mới hồi sáng ra cho ăn, tụi nó ăn ào ào, vậy mà tới trưa ra liện đồ ăn xuống thì còn có mấy con. Thay cũng lạ, nhưng mà Năm Lẻ nghĩ chăn do hồi sáng cho ăn hơi nhiều nên no no ăn ít. Cũng muốn lội xuống mò lắm, nhưng mà biết mình không đủ thịt cho tụi nó rẻ, nên thôi đành chờ đợi tiếp. Tối đó cũng vậy, tới cửa ăn mà nhoi lên có mấy con, trong bụng Năm Lẻ bắt đầu thấy bất an rồi. Sáng bữa sau bước ra ngoài ao cá, thằng Chả muôn quỵ tại chỗ, cá chết sình nổi bụng trắng mặt nước. Thánh thần ơi, vậy là hết rồi, hết thiệt rồi. Thằng Chả rầu dữ lắm, không thèm vớt cá lên luôn, coi cho người ta cũng không lấy, ở đó mà bán. Thằng Chả tự chửi mình ngu, tại sao ngày hôm qua không chịu kiếm chài hay là cái gì đó bắt thử, biết đâu còn gỡ gạt được. Giờ thì thua rồi, mất trắng, bao nhiêu tiền cũ công sức đổ vô đó. Hư có cái ao cá thì không làm cho Năm Lẻ nghèo được, nhưng mà chán nản thì có. Vợ con bỏ đi, mừng ăn thất bát, lại còn ở nhà với ông già điếc, suốt ngày lủi thủi không thèm nói năng gì. Đêm đó, Năm Lẻ buồn quá, điện thoại rủ chiến hữu qua nhậu mà ai cũng từ chối. Không ai nhậu thì thôi, thằng Chả nhậu một mình vậy. Ngồi cù cưa chai rượu nếp mới, dây dĩa khô cá chỉ vàng, sần sần trong mình. Thay ông Sáu từ trong phòng đi ra uống nước, Năm Lẻ rủ. Ông già, nhậu chơi ông già. Ông Sáu đâu có nghe, cứ đi tỉnh bơ, thằng Chả chửi khơi. Điếc đát vô tích sự, tôi không hiểu ông ở trên cái cõi đời này làm cái gì luôn á. Lấy vợ thì nhu nhược, cho bả đè đầu cởi cổ mấy chục năm, chồng xóm thì không dám mít lòng ai, có chuyện gì cũng chỉ biết xin lỗi. Giờ già mừng không nổi cái giống đách gì, còn bị điếc. Chết mẹ cho rồi, chớ sống chi chật đất vậy. Coi tôi nè, vợ mà hó hé là đập thấy mẹ liền, đuổi đi phút mốt, vậy mới là đàn ông chứ. Nói xong, Năm Lẻ cười ha ha, vỗ đùi chan chát. Ông Sáu tuy không nghe được gì, nhưng mà thấy cái thái độ của thằng con thì ông lắc đầu quay đi, để lại một câu: đồ thứ khùng. Năm Lẻ nghe thấy liền kêu ông Sáu giật ngược. Ê ê ê ê ông già, nói gì đó, đứng lại đây nói nghe chơi nè. Tôi chưa quên món nợ ông bỏ nhà đi á, làm cho má tôi chết đâu nghe. Giờ thêm cái con dâu trời đánh thánh vật của ông á, cũng học thôi đó. Nó đi rồi đó, mốt trồi đầu về á, tôi chém thấy ông thấy cha nó luôn. Ông chống con mắt lên á mà chờ đi.
Thấy ông Sáu không quan tâm tới mình, cứ vậy mà đi một nước, Nam Lệ tức tối, đứng lên tính nắm ông mà kiếm chuyện. Mới xăm xăm đi được mấy bước thì cúp điện, thằng chả khựng lại, quờ quạng trên dáng kiếm cái hột quẹt, miệng thì cứ lẩm bẩm. Bà mẹ mấy thằng điện này, bộ bị khùng hay gì á, giờ này nó cúp điện. Tay đang mò mẫm thì bất thần đụng trúng cái gì mềm èo, lạnh ngát. Nam Lệ hết hồn rụt tay lại, chù chù vô quần. Thằng chả sợ đụng trúng con rắn hay là con gì đó thôi, chớ cũng không nghĩ gì nhiều. Còn đang đứng tần ngần, thì nghe có ai đó khều khều dai mình. Nam Lệ giật mình quay lại, thì thấy có người đứng sau lưng. Chưa kịp phản ứng, người đó dứ dứ cái hộp quẹt vô mặt thằng chả. Đưa tay lên nhận lấy rồi, mà cái miệng vẫn không thôi lèm bèm. Ông già này tào lao thì chớ, cầm hột quẹt thì đi đốt đèn đi, còn mò ra đây đưa mình, riết mệt không muốn nói tới luôn đó trời. Vừa nói, cái tay vừa đưa hột quẹt lên ngang mặt mà xẹt một cái. Ánh lửa nhỏ vàng vàng xanh xanh hát lên, làm cho Năm Lệ muốn đái trong quần. Trước mặt thằng chả là bà Sáu, bà má thân yêu của lòng thằng chả. Bà đang cười chảnh cái miệng rộng rinh ra với đứa con trai yêu dấu. Năm Lệ cười không nổi, la lên một tiếng, rồi phóng ra cửa mà chạy ra sân. Xui cho thằng chả, phóng kiểu gì á, giáp chân té một cái đuổi sụ giò. Cái bậc thềm cửa sau cao phải 3-4 tấc, cũng hên là hổng té trúng cây trúng cố gì. Nam Lệ đi cà nhát ra ngoài gốc xoài, rồi dựa vô đó thở thôi là thở. Thằng chả gom ít cây cối cỏ khô lại, rồi đốt lên lấy chút lửa cho bớt sợ. Sực nhớ ra là ông Sáu còn trong nhà, nhưng Nam Lệ phớt tay. Thôi kệ đi, ông già điếc đó mà ma nó có kêu á, cũng không có nghe ngóng gì được đâu. Nam Lệ ngồi đó đưa mắt nhìn xung quanh, thấy nguyên cái xóm chìm trong màn đêm im lìm. Giờ này người ta ngủ hết rồi, có cúp điện cũng đâu ảnh hưởng gì đâu. Nhìn tới nhìn lui, chỗ nào cũng tối thui, chỉ có chỗ thằng chả đang ngồi là có cảm giác an toàn nhất. Ngồi thêm một chọc, men bắt đầu thấm. Nam Lệ cứ gục gạt, buồn ngủ muốn chết mà không dám vô nhà. Đang nửa tỉnh nửa mê thì cái âm thanh tùng 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 làm cho Nam Lệ mở bừng mắt. Thằng chả chợt phát hiện ra xung quanh mình lúc này sương mù dày đặc. Cái đống lửa của thằng chả đốt nãy giờ sắp tàn tới nơi rồi. Nam Lệ quơ tay kiếm thêm củi mà không gặp. Vừa lạnh, vừa có cảm giác rờn rợn. Thằng chả nghe trong bụng nôn nao, khó chịu vô cùng. Cái tiếng trống cứ vang lên một lần ba nhịp, y như trống đưa đi động quan. Nam Lệ nghe đầu óc mình nhức bưng lên vì âm thanh đó dội thẳng vô màng nhĩ. Cái cổ chân bị bong gân hay sao rồi? Thằng chả nhúc nhích cũng đau, cố gắng lắm mới dịnh được vô gốc xoài mà đứng lên. Còn chưa kịp lết vô nhà thì một khung cảnh trước mắt diễn ra làm cho Nam Lệ chết đứng, miệng há hốc, mắt trợn ngược. Một đoàn người chân cẳng cao lêu khêu, phải cao hơn đột dừa là ít. Họ đông lắm, người nào người nấy mặt xanh phát sáng, mặc đồ giấy rộng thùng thình. Đoàn người đang từ từ tiến về phía Nam Lệ, cây cối hay thứ gì cũng không cản được, họ đi xuyên qua hết. Ở giữa là 8 người, khiêng trên vai một cái quan tài màu đỏ, buộc mấy dòng vải trắng. Hai người ngồi phía trên, chỗ đoạn giữa quan tài mà cầm lọng che. Họ cứ đi bình thản, tiếng trống vang lên đều đều. Nam Lệ nhìn thấy phía cuối đoàn, thấp lè tè bên dưới là má mình, bà Út Thiệt với mấy người trong xóm mà toàn những người đã chết. Lúc này, Nam Lệ không chịu nổi nữa, lết dưới đất mà cố sức bường lên nhà. Nhưng vô ích, chân thằng chả bị một bàn tay trắng ẩn, từ dưới đất thò lên nắm cứng ngắc, bác phải ở lại chứng kiến cho hết cái cảnh trước mắt. Họ cứ đi thành vòng tròn, rồi từ từ thu nhỏ lại, tạo nên một cái hình xoắn ốc nếu nhìn từ trên cao. Người đi đầu đoàn với gương mặt lạnh lùng, đứng thẳng người, dương cái cổ dài, đưa đầu xuống sát mặt Nam Lệ mà nói. Phước đức tổ tiên nhà mày dày lắm mới đỡ nổi cho mày tới ngày hôm nay. Đáng ra nếu mày sống giống như một con người thì hôm nay á, một là có thể an hưởng sung túc, hai là mày đã có thể đi êm xuôi. Thật đáng tiếc, tội nghiệp quá dày, muốn đi cũng khó. Bắt đầu từ bây giờ mày sẽ phải trả nợ, trả đủ mới được đi.
Ông ta nói dứt câu thì thu đầu về. Từ đâu có hai người bước tới, một chụp lấy vai Năm Lệ giữ cứng, một giữ đầu thằng Chả ngước lên trời. Kẻ khác bước tới lấy tay không, dốc than đỏ mà dồn vô miệng Năm Lệ, vừa làm vừa nói. Cha mẹ sanh ra miệng mồm lành lặn đẹp đẽ, không biết nói lời hay lẽ phải, chỉ thốt ra câu chữ ngang ngược sắc láo, hỗn hào với bề trên, không biết nhường nhịn kẻ yếu thế. Mở miệng ra là tự cho mình trên thiên hạ, phạt cấm khẩu. Năm Lệ nghe được mùi thịt cháy khét từ trong miệng mình bay ra, đau đớn không sao tả xiết, lại không thể nào chống cự hay lăn lộn để giải tỏa. Còn chưa kịp hoàn hồn, kẻ đó lại cầm một thanh sắt nóng, từ nãy giờ dùi trong đống than, đi tới gần Năm Lệ mà nói. Có lỗ tai để nghe, để hiểu thấu thế sự, để biết cư xử cho có chừng mực, mà lại ích kỷ trân tráo, coi thường lễ giáo của dương gian, lấy khổ đau của người đời để đem ra cười cợt. Phạt cấm thính. Thanh sắt đỏ đi từ lỗ tai bên này xuyên qua lỗ tai bên kia của Năm Lệ. Thằng Chả gào lên trong vô vọng. Hiện tại không thể nghe, không thể nói, cả người giật lên liên hồi rồi vô lực té xuống đất. Hết thảy đoàn người dần tan biến, chỉ để lại một khung trời đầy sương, lạnh cắt da cắt thịt. Sáng sớm, nhà ông bà Hai Dao bị đập cửa ầm ầm. Ông Sáu hớt ha hớt hải, mặt đỏ hết cả lên vì chạy mệt, miệng mếu máo. Ơi chú Hai ơi, thằng Lẹ, cứu, cứu thằng Lẹ chú Hai ơi. Nó làm sao? Ở đâu anh Sáu ơi? Ở sau nhà tôi chú Hai ơi, nó kỳ lắm. Hai ông lập cập chạy đi, rồi đột ngột khựng lại. Có cái gì đó ngộ lắm, ông Hai nói trước. Trời đất quý thần ơi anh Sáu à. Anh nghe được hả anh Sáu? Phải rồi, trời ơi, tôi nghe được rồi chú Hai ơi. Thôi, cứ thằng Lẹ chú Hai, chuyện khác tính sau. Hai ông già ẻ ạch lôi cha nội Năm Lẹ đi theo mé hè ra ngoài sân. Người dân xóm cũng bắt đầu xóm qua, mỗi người phụ một tay chở thằng Chả đi bệnh viện. Tới trưa ông Hai về, người nhà hỏi thăm quá tay. Không biết tình hình Năm Lẹ ra sao, ông Hai thở hắt ra. Nó bị trúng gió, mắt giống ôn vậy á, nhậu thì ở trong nhà đi, ra ngoài hè đốt lửa ngồi chỗ gốc xoài đó, trúng gió gục ở đó. Sáng bận á, ông Sáu ổng mới phát hiện, bác sĩ nói đem tới trễ quá, khả năng á, thằng này khó hồi phục. Ai cũng rầu, mà rầu cho ông Sáu, cái thân già cả mà dướng thằng con bệnh hoạn vậy á, không biết làm sao. Mà cũng hên là bên nhà vợ Năm Lệ cũng có tình có nghĩa, cho chị ta về săn sóc chồng nằm viện. Tới hồi Năm Lệ xuất viện thì mấy mẹ con cũng về theo bên này. Dầu gì cũng tình nghĩa bao nhiêu năm, tuy tánh tình Năm Lệ như vậy nhưng chưa từng bỏ đói mấy mẹ con chị ngày nào hết. Qua đợt bệnh, Năm Lệ trở nên lầm lầm lì lì, không muốn tiếp xúc với ai. Bởi lẽ thằng Chả đâu có nghe gì, càng không thể nói chuyện, lại bị liệt một cánh tay. Suốt ngày Năm Lệ ngồi một góc, cứ nhìn người này người kia đi qua đi lại. Tối thì cứ ú a ú ớ, có khi la hét chạy lòng vòng ngoài sân. Không biết là thằng Chả bị chập mạch hay là thấy sự tâm linh gì. Dần dà Năm Lệ không ở nhà nữa mà suốt ngày đi lang thang ngoài đường. Vợ con năn nỉ cỡ nào cũng không về. Đi riết nắng đốt da dẻ đen thui đen thích, đầu cổ quần áo không tắm gội, nhìn y như cái ổ gà úp lên mớ dẻ lau. Cả nhà ông Sáu ai cũng rầu mà không biết làm sao. Có nhốt lại cũng bằng một cách nào đó, Năm Lệ vẫn trốn được ra ngoài mà đi tiếp. Đám con nít trong xóm nói chuyện với nhau là kêu ông Năm ò. Bị gì mỗi lần gặp tụi nó, Năm Lệ hay ò ò trong miệng. Thời gian trôi đi, những người già trong xóm lần lượt theo nhau mà về chính suối. Những cái đám ma về sau chỉ còn tiếng trống, tiếng gõ mõ tụng kinh, chớ không còn những tiếng lầm rầm chửi rủa xen lẫn những âm thanh đinh tai nhức óc nữa. Vợ Năm Lệ thì ở dậy nuôi con, dựng vợ gả chồng cho tụi nó.
gia đình đề huề yên ấm. Họ cũng quen với việc không có người đàn ông đó trong gia đình từ rất lâu rồi. Mỗi ngày, trên con đường bê tông ngoằn ngoèo quanh xóm, có một ông già râu tóc bồn xồn, quần áo tả tơi, miệng lúc nào cũng cười, không làm gì hết, chỉ đi loanh quanh, gặp con nít là ò ò, có ai hiểu ổng muốn nói gì đâu. Có đứa sợ chạy tuốt, có đứa cho ổng cục kẹo cái bánh. Ban đêm, ông ò nằm co rút dưới mấy cái giả cầu, tay chân đầy thẹo vết vì mũi kiến nó cắn hay chó mèo cào. Mấy ông bà có tuổi trong xóm thường hay kể cho tụi con nít nghe về câu chuyện cuộc đời của ông ò, lúc nào cũng chốt lại mấy câu. Tụi con thấy hôm ông ò bị trời đày đó, bị gì ổng ăn ở không có đức, hỗn hào nè, không biết trên dưới trước sau nè. Tại sao tụi con đi học hay thấy cái câu tiên học lễ hậu học văn? Tại vì con người ở đời lúc nào lễ nghĩa cũng phải đặt lên trên hết. Con nít mà không lễ phép thì bị chửi là mất dạy. Người lớn mà không biết lễ độ thì không dạy được con cái. Dầu cho người đó học giỏi cỡ nào, giàu sang cỡ nào mà thiếu lễ độ thì coi như người không có đạo đức. Mà một khi con người không có đạo đức thì sống vô nghĩa lắm. Mỗi một hành động, mỗi một lời nói thốt ra phải suy xét kỹ càng, phải suy nghĩ thấu đáo. Cách mình đối đãi với người khác giống như chén nước hất xuống đất, hốt cách mấy cũng không sao lấy lại được. Nhớ nghe tụi con. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.